Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024. Tại nhiều tuyến phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ. Việc treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ Tết, những sự kiện trọng đại của đất nước đã trở thành thói quen, thể hiện lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc đã trở thành niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Trong những ngày cả nước long trọng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, tại thành phố Biên Hòa, những lá cờ đỏ sao vàng là hình ảnh gắn liền với cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người. Ở đây, bà con treo cờ trong những ngày vui của gia đình, việc treo cờ còn được chuẩn bị kỹ càng và xúc động hơn vào những ngày lễ lớn của đất nước. Những con đường rợp bóng cờ hoa không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị trong những dịp lễ Tết, đó còn là truyền thống tốt đẹp, là niềm tự hào dân tộc. Tổ tôi là tất cả bà con đều treo cờ hết. Tôi thấy là năm nay là kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, với lại 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Thế là bà con là hưởng ứng vui lắm. Những cái ngày này là ngày trọng đại của đất nước, là không bao giờ cô quên được. Ngày thống nhất đất nước, coi như là bà con là cứ đến những ngày này là bảo nhau treo cờ dập trời luôn. Tổ này được cái là bà con tinh thần cách mạng cao lắm. Nối tiếp lịch sử, ngày nay phong trào treo cờ Tổ quốc cũng đã lan tỏa, trở thành thói quen nét đẹp của nhiều hộ gia đình và ở nhiều khu dân cư. Với vai trò là một cựu chiến binh thì ở cái khu phố này thì hàng năm cũng như những cái ngày lễ lớn ấy, thì đa số thì bên cựu chiến binh chúng tôi thường là có cái vai trò là đi đầu, gương mẫu để phát động cái phong trào những cái ngày hôm đó để cho bà con họ treo cờ cũng như là vệ sinh cho khu phố mình sạch sẽ để kỷ niệm những cái ngày lễ lớn đó. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết không chỉ thể hiện nét văn hóa, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, mà còn là sự tri ân của chúng ta đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.